Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy cùng 209 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 170.000 hội viên trong toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai các phong trào, nhiệm vụ ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Các hội viên đã phát huy vai trò nêu gương, đi đầu trong việc hưởng ứng, đồng thời tích cực vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Nổi bật như trong xây dựng nông thôn mới, đã có hơn 19.000 gia đình hội viên hiến trên 700.000 mét vuông đất, hơn 111.000 lượt hội viên đóng góp trên 720.000 ngày công cùng hàng chục tỷ đồng tiền mặt và hiện vật. Từ đó đã tạo sức lan tỏa, hưởng ứng mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Hơn 8.300 hội viên Hội Cựu chiến binh được tín nhiệm bầu vào cấp ủy, hội đồng nhân dân và hệ thống chính trị các cấp. Thông qua phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, hội đã động viên, hỗ trợ hàng nghìn hội viên vươn lên thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh phấn đấu xây dựng Hội Cựu chiến binh Nghệ An vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Phát biểu tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích xuất sắc của các cấp hội, hội viên cựu chiến binh Nghệ An trong nhiệm kỳ qua về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027. Bí thư tỉnh ủy đã nhấn mạnh gợi mở thêm 4 vấn đề để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định trong nhiệm kỳ mới. Đó là khéo dân vận, khéo đấu tranh với các thế lực thù địch, bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng và nhân dân, khéo động viên, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, có đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cụ thể, các cấp hội cần chú trọng phát huy để mỗi hội viên trở thành hạt nhân trong vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, nhất là các vấn đề lớn, trọng yếu, có tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế, xã hội, đời sống dân sinh, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục động viên, cổ vũ các hội viên nêu cao tinh thần tiên phong, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, biến những quyết tâm trong thời chiến thành những hành động thiết thực trong thời bình. Đó là vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, phấn đấu giảm nhanh, tiến tới không còn hộ cựu chiến binh nghèo, cận nghèo trên địa bàn của tỉnh. Tích cực hỗ trợ giúp đỡ đồng chí, đồng đội và nhân dân còn khó khăn, gìn giữ, xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa, con người xứ Nghệ, quan tâm nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong tổ chức và xã hội. Bí thư tỉnh ủy cũng mong muốn bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của những người đã từng vào sinh ra tử trên các chiến trường, được tôi rèn trong môi trường quân đội, Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh người lính tiên phong trên mặt trận đấu tranh không tiếng súng. Đó là tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác, bẻ gãy những luận điệu xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, vạch trần âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, phi chính trị hóa quân đội, hoạt động phá hoại của các thế lực phản động. Cùng với đó, cần tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững cốt cách, bản lĩnh, dũng khí bộ đội Cụ Hồ, không để cán bộ, hội viên tự diễn biến, tự chuyển hóa. Phối hợp nâng chắc diễn biến tư tưởng của hội viên, đoàn viên và nhân dân, chủ động tham mưu và tham mưu xử lý tốt các vụ việc phát sinh ngay tại địa bàn của cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, hội phải thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ làm công tác hội đảm bảo tính kế thừa, bản lĩnh vững vàng, tư duy đổi mới, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào, có uy tín, phương pháp tập hợp hội viên. Nhân dịp này, thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027 bức chướng với nội dung phát huy truyền thống cựu chiến binh quê hương Bắc Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới.
Đại hội cũng đã nghe Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phát biểu, biểu dương Hội Cựu Chiến binh tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Hội Cựu Chiến binh tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, tìm ra giải pháp phù hợp, hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến nay, Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh khóa 7 đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban kiểm tra, Trưởng Ban kiểm tra. Dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ công tác hội giai đoạn 2017-2022 được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.